Em ôm tiền mặt nhưng mà em định mua vàng vàng thời điểm này được không anh? Tại vì thấy vàng cao không trời trời mà nó không có rớt, nó không có hạ nổi á, Anh không em biết định cái chuyện đó, bởi vì có gì cung cấp trên kênh hết rồi, xem kênh thì hiểu rồi, biết rồi, hỏi như vậy thì anh không trả lời được. Bởi vì vấn đề là nó không phải là câu chuyện là nên hay không nên. Vấn đề nó là cái quyết định của mỗi người và mỗi người phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Chứ anh không phải là người đi làm thay cho mọi người cái câu chuyện đó. Còn những gì anh cần nói, tức là anh cần chia sẻ những cái gọi là bình luận, quan sát hay là những cái góc nhìn của cá nhân thì anh gần như là đã public, nói một cách thô thô thiển, tức là anh đã cởi áo để cho xem toàn bộ cơ thể rồi, còn gì nữa đâu, đúng không? Nhưng mà anh ví dụ anh cho em hỏi là thời điểm mình mua vàng 4 số 9 hay là vàng miếng anh? Anh định tại thấy vàng 4 số 9 nó thấp hơn vàng miếng á. Thực ra thì trong quy trình mua thì có một video khác nói chuyện với bạn Quốc mà anh cũng đã nói rồi. Các bạn ấy có cái giải pháp khá là thú vị, đó là khi mà hai cái đó nó chênh nhau thì cứ mua cái thấp trước, sau đấy chờ nó bằng nhau thì bán ra, sau đấy lại mua cái kia thì nó ổn hơn. Bởi vì thực ra 4 số 9 và vàng nhẫn thì nó vẫn là vàng 4 số 9 cả thôi. SJC miếng và SJC nhẫn thực ra nó là 4 số 9 hết. Chỉ khác nhau là một cái nó là miếng của SJC và cái kia thì nó là nhẫn của SJC. Nó có sự khác nhau cơ bản ở trong này liên quan đến bản chất của cái nguồn gốc. Để ý một chút, lưu ý tí thì nó hiểu được cái đó thôi. Còn cái việc thời điểm á thì mua cho dài hạn thì mua lúc nào cũng được. Mọi người canh làm gì cho mất công nha. Chỉ canh câu chuyện chia sẻ canh là cho mấy thằng đó lướt lướt, nó tìm kế thôi. Còn mình nếu mà mua chỉ để dành 5-3 năm gì đấy thì trong khoảng từ 3 đến 5 năm thì giá nào chả mua được. Nó đã vào xu hướng mà dự báo của anh thì công khai rồi, 75-80 triệu là có thể đó. Tại vì Thì em nghe thì anh có lấy có cái đợt điều chỉnh về sau nó còn đều em chính về đó, nhưng mà vàng trong nước nó không không giảm thì sao? Em có chơi FX đâu, em mua vàng miếng dạ mà, em mua vàng miếng mà có một lần nó về 1450 đấy, giá trong nước nó có giảm đâu. Thế lúc đó thì đúng em rồi làm thì sao, em mua hay mà là ra em cãi nhau với tiệm vàng? em thì theo chương coi chương trình của anh coi kênh của anh thì vậy, còn kênh của anh Dũng thì nó cũng khó giảm sâu cho nên đang phân vân cứ chờ chờ thấy lên không không có Cái hiểu việc cái điều giảm chỉnh. sâu hay không giảm sâu á, thực ra nó giống như một cái câu chuyện bọn em phải hiểu được rằng là trong một khoảng thời gian rất là dài nó chỉ làm trong một vài ba phiên thôi. Nó rất nhanh và nó đôi khi cái chuyện nó nhanh quá mức đến mức á, là cái ngày đó thằng vỉa vàng trong nước nó không điều chỉnh luôn. Nó cứ nhắm mắt làm ngơ vậy, đến khi mà thanh tra nhà nước có đến là bảo tại sao giá vàng thế giới giảm mà bọn mày không giảm. Thế thì đến cái ngày thanh tra thì nó đã lên lại rồi, thế thì hỏa lại. Đúng không? Giống như cái giá dầu ở ngoài ngoài tiệm cây cái xăng á, đôi khi nó chỉ cần chậm điều chỉnh một tí thôi thì giá vàng ở thế à giá 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 dầu thế giới nó đã điều chỉnh trở ngược lại rồi, thế là cuối cùng là nó đâu phải đi giảm giá đâu. Ví dụ thế, anh lấy ví dụ trường hợp như thế trong cái hôm bữa mà 1450 á, nhiều người nói quá thì cùng lắm là đến buổi chiều gần 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 chiều tối nó niêm yết cái giá, cái thôi nó không bán không mua thì thôi, thì ngày mai nó lại tiếp tục, nó lại điều chỉnh lên. Hôm qua em định mua rồi chứ mà em cũng phân vân tự nhiên không để hết Qua giá hơi hết cao mà. rồi, đến bây hiện nay như anh Dũng anh vừa nói đây, nhưng mà anh Khánh anh vừa nói đó, giá bây giờ hơi cao không khuyến nghị mua, mua với lại số lượng ít, mua từ từ thì được. Còn có thiếu ma thì thời điểm nó sẽ thọt xuống tầm tầm khoảng tầm 46 47 45 46 47 đấy, mua là hợp lý nhất. Còn nếu mà ông nào mà kiên trì mà kiểu dân chuyên chuyên luôn ăn với lại ngồi ngồi canh và họ đánh đến cả hàng mấy nghìn cây ấy, thì họ phải canh từng tí một, để vì một chút của một 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 triệu đồng hoặc 500.000 chênh lệch là họ đã có cả hàng mấy trăm triệu rồi. Thì cái đó là cái chuyện là người ta chuyên, còn mình mua ví dụ như anh thì anh không biết em ở phía sau có thể mua được bao nhiêu, nhưng anh cứ nói đại loại là nhà đầu tư cá nhân thì giỏi lắm được 50 cây trở xuống thì chả giải quyết được vấn đề gì cả, thích thì cứ mua thôi. Em thì em định mua được mấy cây? Dạ em thì giờ khoảng còn 4 tỷ để tiền vàng rồi là định sợ em sợ là mất giá ôm là sợ mất giá mất Không tụng được, nếu mà từ 4 tiền tỷ trở lên, tầm tầm khoảng từ 5 tỷ trở lên mà mua mà không canh ấy, thì lại lại bị toang mất mấy trăm triệu nên là cũng nhức đầu. Thì câu chuyện nhỏ nhỏ ví dụ như nhà đầu tư cá nhân anh thông thường thì anh thấy nó ít, người ta ít tiền đấy, như anh mình nói đấy, dưới 50 cây, 50 cây khoảng 200 triệu gì đấy thì à quên, thừa khoảng khoảng dưới 2 tỷ gì đấy thì người ta bù đại cũng được, mà nhắm mắt bỏ đó đúng không, thì đóng khung bỏ đó vứt đó. Còn trên 5 tỷ trở lên thì vì vì mình mua đại phát ra là nó sẽ đảo ngược lại, nó làm dễ cho mình bị mất tiền trong ngắn hạn thôi.
chứ còn thực ra nó cũng dịch chuyển nhanh lắm giá vàng đấy. Em thấy đấy, hôm bữa nó về 4-5-10 đây, nó xuống có mỗi 5-6 phiên một tuần gì đấy, nó lại quay đầu nó lên đó thầy, đúng không? Em sợ nó lên cao quá, nó xuống không nổi, nó xuống không được, mình mua không ai được, cho nên ai phải bảo tăng em thế, cao em chơi hoài. chứng khoán bao giờ chưa? Dạ không, em hồi đó giờ em có chơi kênh thì nào, đấy tại thì vì đấy vấn đề là cái câu chuyện đó là đá là giá vàng thế giới ấy, là nó điên khủng lắm, nó lên lên xuống xuống loạn trình ẩu lên, chứ không phải là câu chuyện nhìn cái biểu đồ mà mỗi hôm anh chia sẻ đấy, nó chả có chuyện gì nó để là không thể xảy ra cả. Đôi khi nó còn tạo đỉnh luôn ở đó, nó còn không xuống nữa chứ, à nó còn không lên nữa đừng nói nữa. Nhưng mà nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, về cơ bản thì những cái đánh giá của anh về dài hạn thì nó có nhiều căn cứ để thể hiện điều đó rồi. Còn cái giá vàng thì cái mình có mua vàng thế giới đâu, nó có biến động nhanh thì trong nước thì nó cũng nằm trong cái biên thì 43 đến 46, 47. Hôm nay đang bán ra 48 thì gần 49 thì hơi cao, để cho nó nó đảo mới về lại bán khoảng, 48,7 rồi em mới đúng hỏi rồi đúng rồi, 48 rồi đó. em mua khoảng 45 thôi, dưới 45 là được, cứ dưới 45 là chỉ nhung nhắc mua. Chứ bây giờ tự dưng mất 3 triệu mua chỗ đó. Rồi em thấy vàng bước số 9 thì nó khoảng 46 là em định mua ở đó. Mua đó Thì vậy, mua mua cái đó rồi có gửi lại tiệm luôn hay là gửi ngân hàng? không em đang cất đựng ở nhà luôn. Cất ở nhà thì cũng là cái rủi ro, bởi vì đôi khi là nó gây ra cái áp lực cất ở trong két, mất 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 mát nhiều vấn đề lắm. Thì thôi thì nói chung là từ cất ở đâu thì cất, thì chắc cũng biết chỗ cất thôi, bỏ chung thì nhớ chỗ nào đấy không có quên nhá. À, cái câu chuyện là chờ đi được, em có mất mát ý. Mọi người có một cái điều á mà ít người để ý tới, với cái khối lượng tiền lớn trên 5 tỷ trở lên á, là mọi người hay có một câu chuyện đó là sợ là mất cơ hội nhưng mà lại không sợ mất tiền. Nên phần lớn mọi người mà nếu anh không can anh không lên làm video, mà bởi vì anh làm video như vậy là rất dễ bị chửi, bởi vì là dễ chừng nó không theo dự báo thì bị chửi thôi gì đâu. Nhưng mà anh vẫn dám làm là bởi vì sao, anh vẫn muốn mọi người hiểu được một cái vấn đề trong quá trình đầu tư á, đó là hãy sợ mất tiền trước khi sợ mất cơ hội. Mọi người cứ sợ nó lên luôn mất cơ hội đúng không, thế sao lại không sợ là nó giảm xuống mất tiền thì sao? Còn trong khi đó nếu như cơ hội mất mất nhưng mà tiền của em thì có mất đi đồng nào không? Không mất. Em thấy dự đoán là quý 2 này sẽ lên 2.000, em cũng lỡ có lên 2.000 nữa sao Không biến lên được đổi. ngay đâu, làm sao mà lên được, áp lực nhìn em nhìn thấy cái dịch bệnh nó đang ầm ầm như thế nó còn chả lên. Rõ ràng mắt em nhìn thấy là dịch bệnh của Mỹ trong khoảng tầm 3 tuần trở lại đây nó lên ầm ầm. Thế giới loạn cả lên, các nước cách ly phong thành đủ các nơi, nó cũng chả lên, nó đang nằm đó thì bây giờ căn cứ gì để cho nó lên? Còn cái chuyện mà cái việc mà giá vàng nó lên, nguyên gốc của nó là vấn đề do tiền ở ngoài kia quá nhiều, nhưng tiền thực tế nó chỉ mới là tiền trên tivi hoặc là tiền trên 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 công bố thôi. Còn nó đi vào thực tế nó phải mất từ 3 đến 6 tháng thì nó mới đi vào nền kinh tế thực, nó mới tạo ra một cái lượng tiền tiền mặt cho các cục dự trữ các nước, các cái ngân hàng trung ương các nước rồi các nơi nó mới bơm ra, hoặc thậm chí cả tiền Việt Nam cũng vậy, giống như các doanh nghiệp mà anh bạn bè anh quen biết á, hỏi bao lãi suất bằng 0%, đã đến lượt các bạn chưa? Các bạn ấy nó bảo thế này này, có 0% mới lên tivi hay đi tìm ông Phúc, tức là đi tìm thủ tướng. Còn bây giờ ra ngân hàng ở đâu ra, làm gì đã có, còn nó xét duyệt chán, đúng không? Anh theo vậy là mình đi gửi ngân hàng đợi tạm thời ha anh. Tạm thời cứ gửi ngân Vậy hàng và đợi đi, và muốn hay không muốn thì nó cũng phải còn có thời gian cho em, nó từ từ nó lên rồi nó xuống nó lên cũng phải từ từ nó mới lên được chứ. Đâu phải ngày 1, ngày 2 mà em muốn nó lên liền được, nó lên mãi từ giá 1.200 lên 1.700, nó đi cả 1.500 nó mới lên được chừng đấy. Mà lại cứ muốn là lên 1.900 thì liền từ 1.700 mấy đấy hả? Có muốn lên đó thì cũng còn khớt, mà chắc anh nghĩ là không lên được đâu, không có động lực, chưa có động lực gì cả. Chưa có động lực gì cả, toàn bộ cái tiền hiện nay bơm vào thị trường chỉ chủ yếu nói như anh Khánh vừa nói xong ấy. Tiền hiện nay bơm vào chủ yếu là để cho người ta sống thôi. Ví dụ như là tiền bơm qua quỹ hưu trí này, bơm qua chỗ mà hỗ trợ người nghèo này, bơm qua hỗ trợ những người thất nghiệp này, chứ cần làm gì đã bơm ra ngoài thị trường nhiều đến mức là dư thừa tiền đâu mà người ta đổ hết vào vàng, đúng không? Nên cứ bình tĩnh, hiểu được bản chất đến thế rồi, còn trong trường hợp xấu nhất là mất cơ hội thì thôi, tiền vẫn còn đó mà, có ai lấy em đồng nào đâu, mất giá trị đồng tiền của mình. không mất giá trị được, bởi vì cơ hội còn rất nhiều. Bất động sản xung quanh em có khi nó giảm đi 30-50%, cơ hội đầy, thậm chí là mấy bữa nữa kinh tế mấy nhà thằng hàng xóm nó nghèo hết cả đi, nó bán nhà bán cửa bán vàng bán bạc bán đủ thứ cho em mua thoải mái, chứ có mắc gì mà cơ hội thiếu gì. Không vàng thì là cái này cái khác, cứ miễn có tiền để đó đi, tiền mặt là vua, ý nghĩa của câu chuyện là vua nó nằm ở đó, nó là còn tiền là còn nhiều thứ lắm. Còn
cái việc mất giá đồng tiền chưa đến mức là bọn em phải lo, bởi vì cái mất giá đồng tiền đó nó mấy phần trăm lạm phát làm gì mà đã nói. Nếu mà để 20 năm thì ok mất giá, nhưng mà mỗi trong một năm thôi thì nó cũng chưa đến mức là phải lo. Còn em yên tâm là nếu mà giá trị đồng tiền mà mất á, thì lãi suất ngân hàng nó sẽ tự tăng. Nhớ năm 2010 11 mà lãi suất ngân hàng lên tới hai mấy phần trăm không, lúc mà cái lạm phát nó tăng vọt lên 18% á, thì lãi suất nó lên 21%, lãi suất tiền gửi ạ, chứ anh chưa nói tiền tiền vay, lãi suất vay lên 32%. Thì cái câu chuyện nói em lo cái gì nè? Em chỉ nghĩ đơn giản như lúc trước em định mua là vô khoảng giá 47, giờ mình không mua có nhảy lên 48 mấy thì một cây vàng mình mất có nhiều tiền thì nó nhiều cây. Đó đó, Em cái nghĩ vấn đề đơn giản vậy tâm lý chứ. chung nó là như vậy đó. Tâm lý chung tức là cái gì nhá, thèm cái thứ không phải là của mình đấy. Tức là giống như thế mà em chơi chứng khoán thì em nhìn thấy ví dụ nhà sư có 100 cổ phiếu thì em mua thì nó chả tăng, nhưng mà em nhìn thấy mấy cổ phiếu của hàng xóm nó tăng, thế là bắt đầu em có tâm lý nghĩ là ồ sao mình mua cái kia mình mất hết cả tiền rồi kìa. Đấy, giống như kiểu y à, nói dễ hiểu hơn, ví dụ nhà em nuôi một con bò, nhà hàng xóm nuôi 3 con, thế thấy nhà hàng xóm nó nuôi 3 con nó bán được quá trời tiền, nhà mình nuôi có con, thế là bảo ô sao mình cũng có tiền mà không làm cái mất hết được kìa. Nghĩ thế sao được, cơ hội đó là không 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 nên là không nên vơ tất cả các cơ hội của cả cái thế giới này vào là của mình hết. Nếu mà như vậy thì nếu như như vậy thì có mà em cứ ăn hết cơ hội này xong rồi ăn cơ hội khác, thế có mà cả thế giới là của em đúng không? Nên là phải phải nghĩ đó là thứ mà tại sao anh hay chia sẻ những cái vấn đề nghe nó rất là thô nhưng mà cực kỳ chân thật luôn. Nó là kiểm soát cái tâm lý mình trước, cái lòng tham của mình trước. Còn cái thứ mà em không bao giờ mất, đó là cái đống tiền của em nó vẫn còn nguyên, nó chả mất xu nào hết ạ. Cơ hội á thì đôi khi mình nắm được, đôi khi mình không. Cơ hội thì trên thị trường nó sẽ rất là nhiều, nếu mà đã thực sự tham gia lĩnh vực tài chính thì nó quá nhiều luôn, chứ không phải là nhiều nữa. Nó sẽ có cơ hội này đi qua, cơ hội khác nó sẽ đến, mình có quyền lựa chọn. Và cái này ít người hiểu được là khi anh tham gia chứng khoán rồi, anh sẽ biết là ví dụ một ngày mình có 4.000 cơ hội khác nhau, tức là 4.000 doanh nghiệp khác nhau, mình có quyền lựa chọn một trong những cơ hội tốt nhất trong đó, chứ không phải là câu chuyện là cả 4.000 đó đều là cơ hội của em chưa tham gia chứng khoán, em chưa hiểu cái chuyện đó, em chỉ thấy là chỉ có vàng thôi. Nhưng mà thực ra nếu như em tham gia tài chính, em sẽ biết này, không mua vàng thì sẽ mua bạc, không bạc thì mua đậu tương, mua hàng hóa, không mua hàng hóa thì mua chứng khoán, không có chơi chứng khoán thì mua đất, không mua đất thì ví dụ như một số anh ấy chơi cái nghề đặc trưng là sưu tầm đồ cổ, mua gỗ để gọi là những cái loại gỗ quý hiếm, rồi rất nhiều các ngành nghề khác trong xã hội này, thực ra cơ hội đầy. Rồi đặc biệt nữa là lúc này thì thấy bất động sản nó đang cao, em vừa bán nó bất động sản đúng không? Em bán thì lâu rồi nhưng mà em định giờ sắm vàng đi, sau đó bất động sản nó có hạ thì mình bán vàng ra mình mua bất động sản. Em khôn quá nhờ, ai cũng như em thì khi nào mới chết. Vấn đề là không làm chuyện đó, không làm chuyện đó được, bởi vì là mình cũng phải, đó là mình cứ phải, mặc dù mình có thể khôn như thế thật đấy, về mặt lý thuyết như thế, nhưng mà về mặt thực hành nhá, đôi khi nó bị những cái tâm lý, những cái lo ngại, những cái sợ, thì mình hay nghĩ là mình cứ ngu ngu hơn thị trường một tí. Đôi khi cái gì cái duyên nó đến nó sẽ đến, cái gì nó đến. Và hai nữa là cái điều quan trọng nhất phải nghĩ trong đầu đó là hãy giữ tiền trước đã. Mất tiền thì dễ chứ còn được tiền thì hơi khó đấy, không phải dễ đâu. Nghe thì nhìn thấy nó lên thế thôi, ý rằng mình mua vào là nó quay đầu nó giảm à? Câu chuyện đây không tin em ra em thử mua, mua thử đi, mua test đi, không tin bây giờ cả 4 tỷ đừng mua, ra mua chỉ thôi biết, ý rằng mình mua vào là nó giảm đợi thế nó mới đen. Em người ở đâu, Dạ em ở Kiên Giang, Đồng Tháp miền hay ở Tây đâu? anh, ở miền Tây Tiền Giang. À, Tiền Giang, nghe giọng biết mà. Ừ, anh cũng có lớp học, ngày xưa học lớp chung có nhiều bạn ở nhiều tỉnh thành khác nhau mà. Ừ, ok thế này nhá, anh cơ bản này chỉ cung cấp được như thế thôi, chứ còn đừng hỏi là bảo là nên hay không nên. Nên hay không nên thì mình dám chơi thì dám chịu thôi, nhưng mà cách tốt nhất là nên mua thử. Nếu mà muốn mình sợ là mình nói thì mình thử xem sao, cứ thử thấy mà tâm lý lúc nào thử. Nhưng mà tức là mua là giống như kiểu này, mình mua cả 4 tỷ á, tức là trong cái suy nghĩ tính toán của mình á là sẽ mua. Nhưng mà trước khi đút vào 4 tỷ thì hãy đút vào 4 triệu đã, tính lại rồi 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 sau đó rồi ngồi ngồi nghiền ngẫm lại. Nhưng mà cũng không được với cái tâm lý là mua 4 triệu mà lại nghĩ rằng là cứ mua đại, cũng không mua đại, mua là phải mua đúng theo kế hoạch. Và mình cảm thấy là mình không chịu được nữa rồi, thị trường lên thế này thì chắc là mất hết tiền của mình mất rồi, ok nhảy ra, nhưng đừng có vác 4 tỷ, vác 4 triệu thôi. Mua y chang nó quay đầu nó giảm cho coi. Cứ cứ làm đúng như anh vừa nói, tức là bây giờ em vẫn cảm thấy chưa chưa cảm thấy là băn khoăn lắm. Đến khi này em băn khoăn lắm, tức là cảm thấy là kiểu tình hình này là mất hết tiền của mình rồi, ok nhảy ra mua. Mà nhớ anh là cứ bỏ quên ở nhà hết số tiền còn lại đem ra 4 triệu thôi nhá.
Không, Em mà cảm ơn anh rất cứ thử nhiều. làm thế đi, nếu mà được mà thành công thì gọi lại cho anh sau nhé. Ok, Dạ, em cảm ơn anh bye rất bye, nhiều. bye bye. Dạ, chúc là dạ.